một cái luật thông thoáng như vậy, thì cái lo của đại biểu quốc hội cũng như là những người dân thì người ta nghĩ rằng là nếu mình mở rộng quá như vậy thì sẽ có cái những cái doanh nghiệp người ta lừa đảo chẳng hạn, trốn thuế chẳng hạn, hay ta làm bậy chẳng hạn, thì lấy cái gì để mình có thể kiểm soát được chuyện đó? Chúng tôi thấy nó có hai việc. Đối với nhà nước thì mình nghĩ rõ ràng là hồi xưa anh làm chặt vậy người ta cũng trốn, ta cũng trốn thuế được, ta làm doanh nghiệp ma được vậy. Thì bây giờ đó là anh có bó chỗ nào vậy? Vấn đề là anh quản trị cái kiểu này nè, mà hiện nay đang theo dõi về điện tử là cái chỗ mà anh Việt nãy nói đó, cái mã số doanh nghiệp và mã số thuế là một. Khi đó anh quản lý bằng công nghệ thông tin. Một cái phát hiện nào trên đó là anh có thể kiểm tra được ngay bằng cái phương tiện thông tin. Nội cái báo cáo thuế mỗi tháng thì ta báo cáo qua mạng. Trên đó mã số này bán cho mã số kia, mã số này mua mã số kia, nó chạy lên đó, anh không thể nào né chỗ nào được hết. Do đó là dùng công nghệ thông tin, dùng khoa học hiện đại để quản lý nhà nước thì nó vẫn hiệu quả hơn là anh cấm. Anh đợi cái quản lý kia anh cũng không đủ sức. Chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có 150.000 doanh nghiệp đi. Anh có mấy ông đi quản lý, ông sở hoạch đầu tư có mấy người để đi quản lý được cái đó, rồi ông phòng kinh tế của mấy quận huyện có bao nhiêu người để đi quản lý cái chuyện này, làm sao không thể nào quản lý nổi. Nhưng mà dùng công nghệ thông tin thì quản lý nổi. Hôm nay cái mã số này tháng này không đóng thuế là có vấn đề gì không? Anh biết ngay. Hoặc là tháng này tự nhiên cái mã số này nó xuất ra quá nhiều quá đơn, anh phát hiện ngay. Có những cái dịch vụ mà dường như chúng ta không nghĩ tới. Tôi ví dụ như là dịch vụ Grab taxi, hay là Grab và bây giờ là kêu là hay là Uber, của taxi Uber chẳng hạn. Thì chúng ta cũng đang có một sự tranh cãi. Theo anh là cái luật doanh nghiệp này nó có đề cập tới những cái vấn đề như vậy không ạ? Cái luật doanh nghiệp mình phải hiểu nghĩa theo là tự do. Cái chính sách của nhà nước của mình đang tạo cái tự do. Tự do và tạo một cái sân chơi bình đẳng cho bất kỳ ai, cho bất kỳ doanh nghiệp nào nếu muốn tham gia vào cái thị trường này. Còn cái chuyện anh làm như thế nào đó là một chuyện khác. Nhưng mà mình, cái bộ luật của mình đó, nó không liên quan đến những cái chuyện đó. Tức là mình open, mình đáp, có ý kiến trái chiều, anh phải phản biện, anh phải là như, để làm sao? Mục đích cho nó tốt hơn. Mục đích nó phục vụ cho cái cộng đồng hoặc là xã hội nó tốt hơn. Tôi thấy chẳng hạn như là anh đăng ký Uber. Cho đăng ký chứ đâu có cấm. Nhưng mà anh thanh toán thương mại điện tử, thanh toán qua thẻ này á, thì anh phải xin phép. Về cái thanh toán qua thương mại điện tử là phải xin phép. Cái thứ hai, cái anh mà tham gia Uber để anh chạy thì nếu anh không kinh doanh thì anh không được chạy. Anh cứ đăng ký kinh doanh luôn đi. Anh lái xe nhà chiều đó tôi đăng ký kinh doanh là tôi làm chạy thêm cái dịch thì vụ. Thì đó là vấn đề quản lý. Là cái vấn đề quản lý rồi. Anh kinh doanh thì anh phải đóng thuế, anh có thu nhập thì anh đóng thuế. Có một sự kiểm soát. Đúng. Thì tôi nghĩ đó là vấn đề kỹ thuật. Còn cái tinh thần á, là anh có quyền. Anh có quyền. Anh có quyền kinh doanh. Đúng không? Nói chung là thế này, thế giới đang thay đổi mà thay đổi rất là nhanh và đôi khi những cái luật của chúng ta không theo kịp. Mà tôi nghĩ rằng cái luật doanh nghiệp của chúng ta đang mang một cái tinh thần là tự do kinh doanh. Đúng. Cái điều đó mới là quan trọng. Đúng, còn mình sẽ cập nhật những cái thì những cái cơ quan người ta. Tôi nói về cái thuế. Tại sao cái doanh nghiệp của mình cần mở rộng cái vấn đề thông tin như luật sư Tường có nói, Hưng có nói đó. Thì thí dụ tôi có ở bên Úc đó. Tôi nhớ trong cái đây cũng nhiều năm tôi có một cái doanh nghiệp. Thế mình chưa làm cái báo cáo thuế nữa thì sở thuế họ đã biết mình đóng thuế là bao nhiêu rồi. Anh thấy không? Tức là nó hết sức là minh bạch. Thế tất cả các cái giao dịch của mình qua hệ thống ngân hàng, các cái chi phí hóa đơn của mình tất cả đều qua ngân hàng. Mình thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, tất cả các cái dịch vụ đó hết. Thì sở thuế đó, mình chưa kịp thì họ đã biết thuế của mình đóng trong tháng này là bao nhiêu. Thì tôi thấy đó là sự quản lý hết sức là tiên tiến. Thế mình cũng áp dụng được trong Việt Nam. Bây giờ mình mở cái cổng thông tin điện tử thuế đăng ký trên mạng, tất cả nhà nước mình khuyến khích cái chuyện đó. Cho nên đó là hết sức văn minh và nó giảm cái chi phí hết sức. Khi đăng ký kinh doanh thì mình đã làm như vậy không anh? Đó thì bây giờ đăng ký kinh doanh là có một mã số chung. Mã số này là mã số thuế và mã số doanh nghiệp luôn.
Như vậy là hy vọng là những cái tính minh bạch đấy, đúng, chính xác. Cái tính minh bạch của chúng ta đối với các doanh nghiệp càng ngày nó càng rõ ràng hơn. Đúng, đúng, chính xác. Mà cái tính minh bạch này nó làm cho cái thế giới họ cũng tin cậy mình hơn và cũng dễ dàng là công nhận cái nền kinh tế chúng ta là nền kinh tế thị trường. Toàn diện. Câu hỏi cuối cùng của tôi là đối với anh Hưng là cái bộ luật doanh nghiệp sửa đổi lần này á, nó có khả năng là phải còn phải có một lần sửa đổi nào nữa không? Chúng tôi thấy là cái bộ luật doanh nghiệp kỳ này ra đó là một sự vận động rất là dài. Vận động rất là dài của cái bộ luật doanh nghiệp 2005 mà qua quá trình vướng mắc từng bước từng tháo gỡ từng cái nghị định này, từng cái thông tin này hoặc là nghị quyết của Quốc hội để chúng ta ra được cái này, chúng tôi thấy là một cái chặng đường rất là dài. Và đặc biệt là chúng ta đã đi vào cái cam kết của những cái hiệp ước thương mại tự do với nhiều nước, nhiều tổ chức. Thì nó yêu cầu khách quan nó đã ra như vậy rồi. Do đó chúng tôi thấy rằng cứ tiến hành làm. Và cái quan trọng là nếu mà thực hiện đúng như cái luật doanh nghiệp này là một sự cởi trói rất là lớn cho các doanh nghiệp rồi. Còn lại vấn đề, theo tôi nghĩ là các cái bộ, các nghị định hoặc là các cái văn bản của luật khác nên làm sao cho nó đồng bộ với cái này. Đừng để hai cái chọi nhau nữa thì chúng ta về xung đột pháp luật này nó sẽ gây khó cho doanh nghiệp. Quan trọng nhất là tôi nghĩ là cái lộ trình chúng ta làm thế nào để đưa cái luật doanh nghiệp này nó đi vào đời sống một cách thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp. Còn đối với anh Việt thì cái bộ luật này nó cho anh cái cảm hứng là anh còn muốn kinh doanh thêm những cái ngành nghề gì nữa không ạ? Tôi thấy là cái này là một cái sự kích thích cho những người trong cái lĩnh vực doanh nghiệp. Thì bây giờ mình cảm thấy mình rộng rãi rồi. Thì bất kỳ cái cơ hội gì mà có thể là làm ăn chân chính thì doanh nghiệp rất là mạnh dạn. Tại vì đã cởi trói tư duy mà. Mình muốn kinh doanh mình thấy hiệu quả là mình làm liền được liền. Và mình phát huy được các cái tư tưởng của mình hoặc là mình chủ động tất cả mọi thứ. Cho nên hết sức là thuận lợi. Anh Việt, cái trong cái cộng đồng Việt Kiều của anh mà anh quen biết doanh nghiệp đó thì anh thấy người ta có hiểu được cái luật, cái luật mới này không anh? Tôi thấy là vẫn còn hạn chế. Cho nên về một mặt tuyên truyền nào đó mình cũng phải được rộng rãi thông báo cái chuyện này. Và mình cũng có nên những cái media nào đó để giới thiệu về cái luật của mình ra cho thế giới. Tại vì họ nhìn Việt Nam mình với con mắt hơi cẩn trọng theo cái thói quen như vậy đó. Vì do cái người này nói, người kia nói nó chưa có được rộng rãi. Mình cần thời gian và mình cần có những cái chính sách tuyên truyền cho nó rộng rãi để kêu gọi thêm cái sự đầu tư của những nước khác đến với quốc gia của mình. Cái sự cởi mở này, cái luật mới này là mình nói nhiều cũng không sao, không có thừa, phải không anh? Đúng. Luật mới thì trên cơ sở là mở rộng ra cho cả người nước ngoài, chứ không cần phải lập dự án đầu tư trước mà chỉ cần đăng ký doanh nghiệp trước. Thì do đó cái quyền bình đẳng giữa tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư kinh doanh Việt Nam cũng bình đẳng với cá nhân Việt Nam. Do đó doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đứng trước một thách thức là sự cạnh tranh. Nhà nước chúng ta đang từ từ tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp để họ có thể dễ dàng hoạt động hơn, có thể dễ dàng tiếp cận khách hàng hơn. Nói chung là phát triển sản phẩm và trách phát triển doanh nghiệp mình một cách tốt nhất. Tôi cũng rất là háo hức đối với cái sửa đổi này và tôi sẽ tập trung vào thế mạnh chính của tôi, làm cho các cái sản phẩm chính của mình càng mạnh hơn và ấn tượng hơn, đặc sắc hơn. Liên quan tới cái nhiều ngành nghề mà anh không cần đăng ký, vậy thì cuối cùng ngành này chính anh là cái gì? Có thể là xu hướng chạy theo những cái cơn sốt, những cái hot mà các doanh nghiệp khác đang đổ xô vào và quên đi cái mục tiêu chính của mình. Cái điều quan tâm đúng nhưng mà rất dễ. Các khách hàng với nhau họ sẽ thẩm định với nhau. Khi đấu thầu hoặc là vừa tham gia buôn bán sản phẩm, người ta buộc lòng phải chứng minh được năng lực của mình cho đối tác của mình. Nhà nước không thiết phải can thiệp một cách sâu như vậy. Can thiệp về mặt pháp lý, về mặt đúng đắn, về mặt nghiêm túc của sản phẩm mà thôi. Anh cũng ủng hộ cái việc mà con dấu có thể nhiều màu sắc, nhiều hình ảnh hoặc là do các doanh nghiệp tự thiết kế để con dấu nó không còn là một cái hành chánh nữa, nó không một vướng bận hành chánh nữa mà nó là một cái điểm để mà doanh nghiệp quảng cáo luôn sản phẩm của mình trên cái con dấu đó. Là một cái luồng dư luận đưa ra rằng là sẽ bỏ con dấu, nhưng thực tế luật doanh nghiệp sửa đổi thì hoàn toàn không phải như vậy. Là trước đây luật 2005 quy định là doanh nghiệp phải thực hiện việc đăng ký con dấu
và con dấu phải được cơ quan nhà nước cấp phép. Thì bây giờ là doanh nghiệp được quyền tự lựa chọn con dấu về mặt pháp nhân và cái cá nhân người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, thì cái con dấu là một yếu tố bắt buộc. Vâng, kính thưa quý vị vừa xem xong chương trình 45 phút với đề tài là cái luật doanh nghiệp sửa đổi với tinh thần là tự do kinh doanh, và phải nói rằng cái luật của chúng ta mặc dù tới tháng 7 năm 2015 mới bắt đầu có hiệu lực, nhưng cũng tạo ra ở trong cái xã hội một cái những cái niềm cảm hứng cho các doanh nghiệp ở đó, đặc biệt là hy vọng rằng là những cái môi trường kinh doanh của chúng ta sẽ càng ngày càng văn minh hơn, càng ngày càng đạt chuẩn thế giới hơn và càng ngày càng minh bạch hơn. Vâng, chương trình của chúng tôi đến đây đã hết thời gian và chúng tôi mong được gặp lại quý vị trong những chương trình khác. Xin cảm ơn luật sư.